Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 48: Rồng chiến đồng hoang. Trong phòng Đường Lệ Từ, một tiếng ầm vàng vang lên, Đường Lệ Từ và Tây Phương Đào tiếp nhau một trường, mỗi người lùi lại một bước. Thế trường của Đường Lệ Từ rất ác liệt, sau khi song trưởng va nhau lập tức tung ra trường thứ hai, chỉ dựa vào sức lực cuồn cuộn giạt rào, không hề bận tâm đến chiêu thức trương pháp. Tây Phương đào đỡ song trưởng thứ nhất, khi huyết trong ngực đã dâng lên ào ào, trong lòng thoáng lo sợ. Truyền công đại pháp quả nhiên là kỳ công hàng đầu trong thiên hạ, trưởng lực của đường lệ từ không thua kém gì người luyện đan có tu vi 60 năm, đáng tiếc nhân tài như vậy nàng lại không dùng được. Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ, trường thứ hai thứ ba đã nhắm ngay vào ngực. Tây phương đào phất ống tay áo, hùng tâm nổi lên, trở tay dốc thêm lực nghênh đón. Đường lệ từ thấy nàng lại đưa tay ra đỡ trường, tay trái liền dồn thêm sức, hai người lại tiếp thêm một trường nữa. Chợt nghe có tiếng vật gì nổ tung, chiếc lò đốt hương bằng đồng trong phòng đột nhiên đổ xuống, rèm cửa tung bay, sau đó bàn ghế giường tủ xung quanh không ngừng rung lên cành cạch, nứt ra vài vết nhỏ. Sau ba lần đối trường, Gương mặt Đường Lệ Từ đã cận kề trước mắt, y lập tức vận kình phun ra một ngụm máu tươi. Tây Phương Đào vội vàng quay mặt né tránh, gương mặt này tiêu tốn của nàng bao nhiêu công sức, không thể bị một ngụm máu tươi của Đường Lệ Từ phá hủy được. Chỉ trong một tích tắc ấy, Đường Lệ Từ đã lướt ra khỏi cửa, nghênh ngang rời đi. Trong phòng vẫn còn những hạt máu li ti chậm chậm rơi xuống, Tây Phương Đào đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Đường Lệ Từ, đôi mày nhớn lên trong lòng dâng lên cảm giác giận dữ hòa lẫn với vui mừng. Vui vì một trường giao nhau này đường lệ từ đã dốc hết 10 thành công lực, kết quả mình vẫn nhìn hơn chút ít. Giận vì người này tiếp trường rơi vào hạ phong lập tức ngậm máu phun nàng, tỷ bại mà như thắng, vẫn để cho y thoát thân rời khỏi đây. Trường này của nàng cũng dốc toàn lực, đường lệ từ dẫu bị thương nhưng rốt cuộc vết thương thế nào, thương nhẹ hay thương nặng. Trong lòng nàng không nắm chắc, đôi mắt xoay chuyển bỗng thu tay áo lại rồi chạy tới chiến trường ở Vấn Kiếm Đình. Bên ngoài Vấn Kiếm Đình, chống trận bi tráng vẫn chưa ngưng, người trong kiếm hội Trung Nguyên bị người của Hỏa Vân trại bao vây trùng trùng điệp điệp. Đào kiếm sáng loang loáng, tiếng hô giết không ngừng vang lên, mọi người gắng gượng chống đỡ nhưng lại đưa mắt nhìn nhau, không dám đả thương người khác. Dư phụ nhân chặn hiên viên long mặt mũi hầm hầm lại, cõi lòng nóng như lửa đốt, đưa mắt nhìn chỉ vân. Chỉ vân máu nhuộm đỏ vạt áo trắng, tới lui thoăn thoát giữa biển người, đi đến đâu máu đổ đến đó. Ân đông xuyên rút đao ngăn chỉ vân lại, nhưng mà thân pháp lẫn ngân đao của chỉ vân đều mau lẻ, tam đao đoạt hồn làm sao ngăn nổi. Cố gắng ngăn hắn lại là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hiên viên tiên sinh, xin hãy ra lệnh ngừng tay, bằng không kiếm hội trung nguyên sẽ không nương tay nữa đâu. Dư phụ nhân cao giọng hét lên. Trong chuyện này có nhiều điều hiểu lầm, xin hãy dừng tay nghe ta từ từ giải thích. Mọi chuyện tuyệt đối không như người nghĩ đâu, chúng ta tuyệt đối không định làm hại Trì Vân. Hiền viên Long lạnh lùng đáp. Hắn đã ra nông nỗi này, người còn dám nói láo rằng mình không định làm hại, người cho hỏa vân trại là một lũ đần độn hay sao? Không đốt chùi kiếm hội trung nguyên thành đất bằng thì không bù đắp được nỗi khổ mà trại chúng ta phải chịu, không tiêu tan được mối hận trong lòng bang hội chúng ta. À, tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên, Dư phụ nhân nóng lòng muốn cứu người, nổi giận quát. Nếu ngươi không dừng tay lại thì chỉ chết những huynh đệ vô tội của hỏa vân trại thôi. Chỉ vân chúng phải kỳ độc, thần chí không tỉnh táo, mau dừng tay hợp lực ngăn hắn lại. Hiền viên long âm trầm đáp. Chờ ta giết ngươi đã. Dư phụ nhân nổi giận đùng đùng. Ngươi đúng là hồ đồ ngu xuẩn hoang đường vô lý. Trong lúc hai người vừa đấu võ tay chân vừa đấu võ mồm, chợt nghe có tiếng kêu thảm thiết vang dội của ân đông xuyên. Hiên viên long quay phát lại, đập vào mắt là bàn tay máu tươi đầm đìa của chỉ vân đang rút ra từ lồng ngực ân đông xuyên, thì ra hắn vừa đánh một quyền xuyên thủng trái tim ân đông xuyên. Dư phụ nhập trợn mắt há mồm, hiên viên long mặt mũi tái mét, trong nháy mắt người của hỏa vân trại lẫn đệ tử kiếm hội trung nguyên đều rơi vào im lặng chết chóc. Mọi người ngây ra như phỗng nhìn chỉ vân, trong giây lát không ai dám tin mình lại chứng kiến cảnh tượng thê thảm cỡ này. Trải, một đao vừa rồi của ân đông xuyên còn chưa dám chém xuống người chỉ vân, chỉ vân lại nhân lúc hắn do dự mà đánh một quyền xuyên thủng ngực hắn. Ân xuyên há miệng nghẹn ngào, máu tươi trước ngực phun đầy đầu đầy mặt chỉ vân. Chỉ vân cười gần nhìn hắn, tựa như rất vui vẻ khi thấy hắn thê thảm cỡ này. Sắc mặt ân đông xuyên nháy mắt trở nên nhợt nhạt, thần sắc giờ khóc giờ cười hạ giọng thì thào trại chủ còn chưa dứt lời đã tắt thở đôi mắt trợn trừng đột nhiên hai hàng lệ chảy ra chết không nhắm mắt láo âu ân hiền viên long run rẩy cả người gần như không giữ được thanh kiếm trong tay dư phụ nhân nắm chặt thanh lạc trong lòng khổ sở chỉ vân ơi là chỉ vân nửa đời hiệp nghị anh hùng can đảm của ngươi sẽ hoàn toàn vùi lấp nơi đây sao trời ơi đây là lỗi của ai? Lỗi của ai chứ? Dừng tay. Giữa lúc bốn bể vắng lặng, có người bình tĩnh quát lên. Chỉ Vân lập tức ngẩng đầu rồi đẩy tay, ân đông xuyên liền ngã phịch xuống đất. Chỉ Vân không thèm nhìn hắn lấy một cái, đưa cặp mắt bình thản nhìn người vừa đến chậm. Người kia áo xám tóc bạch kim, đứng bên ngoài đống thi thể trồng chất. Đường lệ tư, trong lòng dư phụ nhân mừng rỡ như điên, rốt cuộc y đã đến nhưng ngay sau đó lại rơi vào bi thương y đến chậm một bước rồi sai lầm đã xảy ra giờ không thể vãn hồi được nữa chỉ vân nghe tiếng y gọi thì dừng tay ngửa mặt lên trời bật cười điên dại mọi người đều ngửi được một mùi hương ngọt ngào quái dị nồng nặc đến cay mũi dư phụ nhân bịt mũi tái mặt độc của chu độc của chu thế mà lại ăn sâu bén dễ cỡ này trong cơ thể chỉ vân bây giờ nó phát tán ra ngoài nếu mọi người cùng nhau trúng độc thì chẳng phải sẽ chém giết lẫn nhau đến chết ở chỗ này sao? Hiền viên Long hoảng sợ tái mặt. Sao lại thế này? Dư phụ nhân bình thản đáp. Đây là độc cổ chu, độc tính trên người chỉ vân vốn đã bị ép xuống, nếu không chịu thêm kích, hát thích. Có thể kết cục sẽ khác xa thế này. Hắn cố gắng kiềm nén giọng nói lạnh lùng, hiên viên long lảo đảo bước đi, cảm thấy trời đất quay cuồng, lẽ nào hỏa vân trại đã hại chỉ vân hắn ôm đầy bụng trung nghĩa, lẽ nào đây lại là nguyên nhân làm hại chỉ vân đánh mất tỉnh táo, hại kim thu phủ trọng thương, hại ân đông xuyên chết thảm Máu nóng bốc lên, hắn rút kiếm đưa lên cổ muốn tự vẫn, dư phụ nhân liền giữ tay hắn lại. Bình tĩnh nào, đừng để hắn chịu ký, si thích thêm nữa, chỉ vân. Không chừng vẫn còn thuốc chữa. Hiền viên Long bật cười thê thảm, không nói được lấy nửa câu. Còn thuốc chữa ư? Làm sao còn thuốc chữa cho được? Hắn chỉ cảm thấy mình cũng sắp điên theo Chỉ Vân luôn. Gió núi lồng lộng thổi qua, thổi bay mùi hương nồng nặc tỏa ra từ trên người Chỉ Vân. Tóc hắn tung bay rối bời, đôi mắt sắc lẻm hung ác, cùng cực như mắt báo trợn lên nhìn Đường Lệ Từ. Áo bào của Đường Lệ Từ bay phần phật trong gió, ánh mắt vô cùng bình thản. "Ngươi." Ngân đao nhỏ máu ròng ròng của Chỉ Vân vung lên thẳng tắp mũi đao sáng như tuyết nhắm thẳng vào đường lệ từ người đường lệ từ chắp tay sau lưng nghiêng người đao trên tay phải chỉ vân vẫn không hề nhúc nhích người không ai biết rốt cuộc chỉ vân muốn nói người cái gì dư phụ nhân chỉ thấy ống tay áo chỉ vân ngày càng tung bay dữ dội đao trong tay dần dần rời ra bay lên không trung từng tấc từng phân như cánh bướm trắng mỏng manh trong cơn gió dữ chậm rãi bay về phía ngực đường lệ từ thế đao kỳ lạ này dư phụ nhân chưa bao giờ gặp hiền viên long đương nhiên biết đây là chiêu độ âm hồn trong câu hồng liên vì nghiệp nghiệt mà nở độ sinh độ mạng độ âm hồn là chiêu biến ảo khó lường nhất trong độ tự thập bát chảm không biết đã có bao nhiêu kẻ gian tà ác độc bị chém làm bốn dưới chiêu này nhưng nhưng chỉ vân đã nổi điên rồi người mà hắn đối mặt lúc này là đường lệ từ gió nhẹ thổi tới từ sau lưng đường lệ từ cuốn lên ngàn vạn sợi tơ bạc. Dư phụ nhân nhìn đường lệ từ không chớp mắt, chợt nhận ra ống tay áo của y nhuốm máu, giật mình hoảng hốt, lẽ nào y bị thương. Mọi người nín thở nhìn hai người đối đầu, đường lệ từ sắc mặt bình tĩnh, thanh ngân đao của chỉ vân cưới gió lướt đi, giữa cơn gió lại càng lộ ra vẻ nóng giận, nhẹ nhàng bay phất phơ, chậm chậm nhích lại gần ngực đường lệ từ. Mọi người nín thở mà nhìn, chợt có ánh bạc lóe lên, ai nấy đều cảm nhận được hai mắt đau nhói, buộc phải nhắm mắt lại. Bên tai vang lên tiếng đau rít như gió thuốc quỷ gào, tiếng ngân đau xé gió thế mà lại thê lương như tiếng trẻ con khóc. Kế đó là một tiếng, keng, trầm đục, mọi người còn chưa mở mắt đã biết đau gãy rồi. Mở mắt ra, quả nhiên nhất hoàn độ nguyệt của Trì Vân đã gãy làm hai nửa, rơi sang một bên. Mà đường lệ từ rốt cuộc đã phá giải thế đau quỷ dị khó lường kia như thế nào, thì không một ai biết. Hiên viên lòng hít vào một hơi lạnh buốt, chỉ vân đưa tay lên thắt lưng, rút thành nhất hoàn độ nguyệt thứ hai ra, trong mắt tràn ngập vẻ cao ngạo, thậm chí nơi đáy mắt còn có ý cười mừng rỡ như điên. Đây là chỉ vân ư, đây là một con quỷ giết người không biết từ chốn nào lạc vào nhân gian thì đúng hơn. Người, chỉ vân lại gầm lên một tiếng nữa, đào thứ hai nắm trong lòng bàn tay, đào thức như mây bay thác chảy, phóng khoáng tự nhiên khác thường. Ánh đao lóe lên như cầu vồng treo trên thác nước. Đao phi ra, cái lạnh thấm vào da từng chút một, như gió thoảng mưa phun phất qua mặt, đao này chém ra như cầu vồng trên nước, ý xuân bồng bềnh. Dư phụ nhân thoáng biến sắc, tinh túy ẩn chứa trong đao này đã vượt xa tu vi bình thường của Chỉ Vân. Đường Lệ từ cho hắn ăn thêm một viên tinh quỷ cửu tâm hoàn, tăng cường công lực của hắn, cộng thêm tâm trí cuồng loạn đã khiến hắn đột phá giới hạn đao pháp lúc này chỉ vân chẳng khác nào con ngựa thoát cương, vô cùng đáng sợ. đao tới khí thế cuồn cuộn như tuyết lở, đường lệ từ thò tay vào trong ngực áo nắm lấy một vật, vùng tay lên tạo ra ảo ảnh lấp loáng chồng lên nhau, chính là cây sáo đồng kia. Mọi người thấy y rút sáo đồng ra thì mừng thầm trong lòng, đường lệ từ có tuyệt học âm sát, cho dù đao thức của chỉ vân xuất quỷ nhập thần cũng khó chống cự được thuật này, xem ra chỉ vân được cứu rồi. Nhưng cớ sao ánh mắt đường lệ từ vẫn thâm trầm phức tạp như thế, trong đó xoay chuyển trăm ngàn loại cảm xúc và ẩn ý, nhưng từ đầu đến cuối không hề có ý cười. Sáo đồng rút ra nhưng không thổi, mà chỉ nghe một tiếng. Keng, giòn giã, nó đã vung lên đỡ lấy nhất hoàn độ nguyệt, một cây sáo đồng bình thường không có gì khác lạ lại đỡ được thế đao như tuyết lở như nước lũ kia. Ánh mắt chỉ vân tràn đầy cuồng nổ, hắn gào lên một tiếng, vận kinh ảo ạt vào ngân đao ép thẳng xuống sáo đồng trên tay đường lệ từ lúc này nội lực của hắn vô cùng vô tận căn bản sẽ không cân nhắc xem mình có kiệt sức gục ngã hay không phụt một tiếng đường lệ từ há miệng một ngụm máu phun ra như xương bắn đầy đầu đầy mặt chỉ vân y rút sáo đồng lại thế đao của chỉ vân không hề chậm trễ lập tức chém đánh phập vào vai đường lệ từ máu tuôn ảo ảo như suối nhưng sáo đồng của đường lệ từ rút về rồi lại xoay một vòng, chọc thẳng về phía cổ họng chỉ vân nhờ vào độ dài hai thước của nó. Vết đao kia chẳng qua là ngoại thương, tuyệt đối không chết người, nhưng sáo đồng đâm ra dù chỉ dùng đến ba phần công lực thì cũng nhắm vào chỗ chí mạng. Mọi người còn chưa kịp kinh hoàng vì đường lệ từ hộp máu dưới đao của chỉ vân thì đã sợ hãi vì y ra tay không chút lưu tình, dù không ác liệt nhưng cũng chẳng hề nao núng trần trừ cách y ra tay không trần trừ đó, giống như chưa bao giờ quen biết chỉ vân, cũng chưa từng dốc hết lòng hết sức cứu hắn. Giống như dao chặt củ cải, không hề động lòng nao núng. Giống như máu y lạnh lẽo giá băng. Giống như một ván cờ, ngoài thành bại thắng thua ra thì chẳng còn gì đáng quan tâm nữa. Phụt, một tiếng, sáo đồng xuyên qua cơ thể, những hạt máu li ti phun ra như bụi, bắn lên gò má đường lệ tư sau đó là một tiếng phập vẫn là âm thanh binh khí chém vào cơ thể người đường lệ từ mở to đôi mắt bình tĩnh khiến người ta phải dùng mình nhìn hiên viên long đứng chắn trước mặt chỉ vân vai trái hiên viên long bị sáo đồng dâm xuyên ra một lỗ máu cái lỗ đó vốn phải nằm trên cổ họng chỉ vân nhưng hiên viên long đã bất ngờ lao ra nhận thay đòn này sau lưng hắn là một lỗ máu xuyên tim khác thứ đâm vào là nhất hoàn độ nguyệt khoa đã Hiên Viên Long chịu hai vết thương nặng một trước một sau, vẻ mặt dường như vô cùng đau lớn, cũng vô cùng khó tin. Ngươi, ban đầu ngươi nói là muốn cứu hắn, còn chưa nói hết câu, Nhất Hoàn Độ Nguyệt sau đưng đã đột ngột rút ra, máu tươi cuồn cuộn phun trào. Hiên Viên Long bổ nhào vào Đường Lệ Từ, tắt thở chết ngay lập tức. Đường Lệ Từ đứng yên, mặc cho thi thể Hiên Viên Long đổ ập vào ngực mình, dòng máu nóng còn đang chảy kia nháy mắt đã nhuộm đỏ cả tấm áo bào. Phải, lẽ ra y nên dốc hết sức lực để cứu Trì Vân, tại sao vừa mới ra tay đã cạn tình cạn nghĩa. Tại sao y muốn giết Trì Vân? Có lẽ trước đó mọi người còn chưa hiểu được, nhưng nhìn vết thương đáng sợ sau lưng Hiên Viên Long, ai nấy đều hiểu rõ. Trì Vân đã hết thuốc cứu rồi. Hắn buộc phải chết. Không giết Trì Vân thì hắn sẽ giết thêm nhiều người hơn nữa, chỉ còn cách giết Trì Vân mới là sự cứu rỗi đối với hắn. Dư phụ nhân không kiềm chế nổi, bắt đầu run rẩy toàn thân, cả đời hắn chưa từng gặp cảnh tượng nào tàn nhẫn như chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhìn những người bên cạnh, dù là anh em Hòa Vân Trại hay đệ tử kiếm hội Trung Nguyên, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi đến tột cùng. Máu tươi nóng hổi bắn lên gò má chỉ vân, hắn nắm chặt thanh nhất hoàn độ nguyệt nhuộm máu hiên viên long, nhìn đường lệ từ đang dùng vai đỡ lấy hiên viên long. Ánh mắt đường lệ từ vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, y chậm chậm xoay người hiên viên long lại rồi đặt xuống đất. Chỉ vân cầm đao trong tay, bỗng dưng ngửa mặt lên trời bật cười ha ha. Ha 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 ha, ha 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 Trong cơn cuồng tiếu, máu tươi của hiên viên long bắn lên mặt hắn chậm chậm giỏ xuống, chỉ vân đưa tay áo lên lau đi. Ngay trong tích tắc hắn giơ tay lên, nhất hoàn độ nguyệt lại lao ra như sấm chớp, nhưng lần này vòng qua đường lệ từ lao thẳng về phía dư phụ nhân đang đứng phía sau. Đường Lệ Tư trở tay vung sáo, cây sáo đồng giữa những món tay y lướt qua như bóng chim hồng. Lại nghe một tiếng keng vang rồi, lần này mọi người tận mắt nhìn thấy ánh bạc lượn vòng, nhất Hoàn độ Nguyệt bị tấn công liền xoay tròn mà bay ngược lại. Hàn quang lướt quanh cây sáo, gầm ghé như muốn gọt đi một tầng da thịt trên cánh tay phải của Đường Lệ Tư, khiến sắc mặt mọi người tái mét nhưng đúng lúc hàn quang lượn vòng, đường lệ từ hét lên một tiếng, tay trái đột ngột đưa ra chống đỡ, tạo thành một tư thế kỳ lạ khó nhận rõ. Khi tay trái lướt ngang qua không trung đã kịp chia làm ba thế, mỗi thế lại có những động tác khác nhau, lại tạo ra ba thế nữa. Trong nháy mắt y đã tạo ra vài chục bàn tay trắng lóa với những thế trưởng khác nhau, hoặc túm hoặc ngăn hoặc chụp, bóng trưởng như hoa vừa nở ra đã khép lại. Lúc thu thế về, Nhất hoàn độ nguyệt đã bất thình linh nằm trong tay trái đường lệ từ không dính một giọt máu, lấp lánh sáng loà. Liệp đàm, dư phụ nhân mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi tái xanh, mắt nhìn chầm chập vào tay trái đường lệ tư. Nếu giang hồ có bảng chiêu thức giết người, thì chiêu ban nãy nhất định sẽ có tiếng tăm lừng lẫy trên bảng. Đó chính là tuyệt thức Bạch Nam Châu dùng để giết mấy chục người ở phường Thiên Hủy, có nguồn gốc từ già bồ đề Lam Phiên Vãng Sinh phù khó mà đếm nổi hắn đã dùng chiêu thức này dế, tê chết bao nhiêu người. Mà chiêu này cũng tuyệt tích từ sau khi Bạch Nam Châu đánh một trận với thiếu lâm tử, mãi đến giờ mới xuất hiện một lần nữa trên giang hồ, khiến người ta chấn động không sao tả xiết. À, chỉ Vân đang cười như điên thì bị chiêu này tập kích, đột nhiên biến thành giá thú gào thét, thanh nhất hoàn độ nguyệt cuối cùng đã cầm trên tay. Cánh tay hắn dương lên vẽ thành vòng tròn, đao quang lấp lánh dưới ánh mặt trời loang loáng như nắng chiếu vào gương kế đó là một tiếng cạch rất khẽ lưỡi đao loang loáng kia đột ngột vỡ tan thành ngàn vạn mảnh đao bạc phản chiếu quầng sáng rực rỡ lóa mắt như một luồng nắng trói phun trào về phía đường lệ tư mọi người không kiềm được mà hô khẽ thành tiếng một thanh đao vỡ vụn lại có thể lao đi như thế có thể thấy công lực của chỉ vân dồn lên đao quả thật đã lên đến mức thần kỳ đường lệ từ tay trái vẫn cầm đao mi mắt khép hờ, liệp đàm lại một lần nữa lướt qua không trông nhắm vào chỉ vân. Thân pháp hai người đều nhanh nhẹn mạnh mẽ, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, hai người đã lướt qua nhau rồi. Bộp một tiếng, một dòng máu tươi phụt ra, bắn xuống đất xa ba thước. Đường lệ từ lặng lẽ đứng yên, tay áo bay phất phới, bóng lưng hiên ngang. Chỉ có máu tươi men theo lưỡi đao cắm trên tay trái y đang nhỏ xuống bụi đất bên dưới, một giọt hai giọt ba giọt chỉ vân đứng cách y bảy bước về phía sau cũng đứng thẳng tắp như y vậy một lúc lâu sau hắn xoay người lại liếc nhìn đường lệ từ đôi môi mấp máy ha 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 hắn khàn khàn bật cười như điên thân thể khẽ lay động rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã gục xuống sau khi ngã gục hắn vẫn vùng vẫy hướng về phía đường lệ từ tay phải giơ lên xòe ra năm ngón sau đó hơi khượng lại nằm sấp dưới đất mà chết khi chết hai mắt hắn vẫn trợn tròn, không chịu nhắm lại. Máu chậm chậm tuôn ra từ đỉnh đầu trì vân, trong nháy mắt hai người sượt qua nhau, không ai nhìn rõ rốt cuộc đường lệ từ đã dùng ngân đao và sáo đồng đánh nát đỉnh đầu trì vân như thế nào. Thứ họ nhìn rõ vĩnh viễn là kết quả, người sống người chết, chỉ có thế mà thôi. Rất lâu sau, đường lệ từ mới xoay người lại, ngân đao vẫn đang dỉ máu, nhưng máu kia không phải của trì vân. Vấn kiếm đỉnh lạnh lẽo ảm đạm từ trong ra ngoài. Người may mắn sống sót ngơ ngác nhìn thi thể dài đầy đất. Nhìn chỉ vân chết không nhắm mắt. Chỉ cảm thấy tâm huyết sụp sôi. Nỗi bi thương, nghẹn ngào, chua sót và thê lương dâng lên từng đợt trong lòng. Chẳng biết từ lúc nào, lệ đã tràn khóe mi. Đường lệ từ ôm thi thể chỉ vân lên, đứng trước vấn kiếm đỉnh ngoái đầu nhìn lại. Trong sương mù lạnh lẽo thê lương, giữa hành lang lầu gác phía xa có người áo đào tựa tranh vẽ, y phục không nhiễm bụi trần, dường như đang mỉm cười yêu kiều với y, ý cười rào rạt. Tin thiên thượng vân chỉ vân chết chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã khơi lên một cơn sóng lớn trong giang hồ, đủ câu chuyện truyền miệng ùn ùn kéo đến. Nhưng dẫu sao người chứng kiến cũng đông, tàn quân của hỏa vân trải trên đường trở về núi Mai Hoa không ngừng lan truyền tin tức, ai ai cũng biết chỉ vân bị người ta ám toán, chúng độc cổ chu tàn sát huynh đệ và đồng minh của mình, sau đó chết dưới tay đường lệ tư. Tuy nói cái chết của chỉ vân không phải lỗi của đường lệ từ nhưng hành vi tự tay giết bản của y vẫn khiến người ta bàn tán sau lưng không dứt. Họ cảm thấy vị công tử này lòng dạ quá ác độc. Có thể xuống tay với bạn tốt đã đi theo mình bao năm như vậy thì thật là đáng sợ quá chừng. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, bách tính bình dân không mấy khi tiếp xúc với các nhân vật trong giang hồ. Câu chuyện đáng sợ được giang hồ truyền đi sôi nổi ầm ý cỡ nào, thì vẫn còn cách cuộc sống cầy rụng dệt vải xa lắm. Lạc Dương, Hiệu Sách Hạnh Dương A à Thùy đến sửa sang lại sách tồn trong cửa hiệu, phụng phụng ngồi một bên, cặp mắt đen lay láy nhìn khắp xung quanh, gặp ai cũng cười. Nó được A à Thùy mang về Lạc Dương đã mấy ngày, hết lòng chăm sóc, đứa bé vốn trắng trẻo bụ bẫm nay lại càng thêm mập mạp, trên má trái thấp thoáng một lúm đồng tiền rất nông cũng rất nhỏ a à, thùy hiện dẹp sạch sẽ sách vở rồi xếp lại lên giá liếc nhìn sang phụng phụng gương mặt nàng bất giác nở một nụ cười cảm giác được làm mẹ khiến nàng thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân trở lại lạc dương chưa được mấy ngày đã cảm thấy chuyện trong giang hồ cách nàng rất xa có lẽ cả đời này cũng không gặp lại có lẽ hai mẹ con nàng thật sự có thể bình yên sống hết một đời nhưng có một chuyện khiến nàng ôm nỗi nghi ngờ nàng và hách văn hầu đều không có lúm đồng tiền. tại sao phụng phụng? hay chỉ đơn thuần là nó quá bụ bẫm thôi? cũng có thể cha mẹ hách văn hầu có lúm đồng tiền. hay chẳng qua là trùng hợp ngẫu nhiên? cảm giác nghi hoặc mơ hồ này thường lóe lên rồi vụt tắt. phụng phụng đã bắt đầu biết bò. nàng thường dồn hết tâm trí trông chừng xem nó có rơi từ trên ghế hoặc trên giường xuống không. dù phụng phụng chưa bao giờ bị ngã. a à thùy ông lưu bị bệnh. Nghe nói hôm nay tử lâu đón khách quý, không được chậm chế cô giúp bà Lưu đưa sọt nấm bạch ngọc này đến đó đi, nếu chậm chân thì không kịp mất, trưởng quý sẽ mắng đấy. Bà Lưu nhà hàng xóm đến gõ cửa, năm nay bà 67 tuổi, người vẫn còn khỏe mạnh, chẳng qua bà phải trông hai đứa cháu lên ba nên không tiện ra khỏi cửa. Bà vốn có một con trai, nhưng vài năm trước trong cơn say ngà ngà đã ngã xuống cầu đá mà chết, để lại mẹ già con thơ bây giờ cả nhà cả cửa chỉ trông chờ vào ông Lưu lên núi hái nấm. Ông Lưu cũng rất giỏi tìm nấm, nấm bạch ngọc hiếm thấy trên đời chỉ có một mình ông tìm được. Tửu lâu ngân giác tử nổi tiếng ở lạc dương ngày nào cũng chờ ông Lưu mang một ít nấm loại này đến. Vâng, vậy nhờ bác trông phụng phụng giúp cháu một lát, cháu sẽ về ngay. A à Thùy nghe vậy thì quay lại mỉm cười, nàng rất thân với nhà bà Lưu, từ ngày bị hách văn hầu bắt đi bà Lưu chỉ nghĩ nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vài ngày trước A Thủy bế phụng phụng quay về hiệu sách Hạnh Dương, bà Lưu suýt nữa còn tưởng mình gặp ma, sau đó không ngờ lại ôm nàng chảy nước mắt, khiến A Thủy vô cùng cảm động. Hôm nay nghe nói ông Lưu bị bệnh, nàng bế phụng phụng sang nhà bà Lưu nhờ trông giúp, còn mình thì đeo sọt nấm bước ra cửa, đi đến tiểu lâu ngân giác tử. Ngân giác tử là tiểu lâu lớn nhất ở Lạc Dương ngày thường người tới người lui tấp nập, thế mà hôm nay lại vắng vẻ đến bất ngờ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu chữ vàng, đoán hôm nay lại có quan lớn hay quý nhân nào ghé tửu lâu làm khách, bao thầu cả quán. Đeo sọt nấm đi vòng từ cửa sau vào, nàng đặt nấm bạch ngọc ở chỗ ông lưu thường để, ký giấy rồi định đi luôn. Bỗng trong viện có một người lao ra, gần như cụm đầu vào nàng. A à Thủy hơi nghiêng người tránh đi, lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên thì thoáng giật mình kinh hãi. Đó là một thanh niên tóc đen rối bù, có đôi mắt to tròn, mặc một bộ áo trắng, trên áo trắng dính đầy vụn hành tỏi, trong tay còn ôm một bó cải xanh. Nàng thi lễ một cái rồi lẳng lặng tránh sang một bên, chờ thanh niên này đi qua. Thanh niên kia gật đầu, chạy vù qua trước mặt nàng, vội vã lao vào bếp. A à Thúy gây người lại liếc nhìn cánh cửa bếp, khe khẽ thở dài. Đây! đây chính là người nàng thầm thương trộm nhớ từ năm 15 tuổi đến giờ. Sau 4 năm năm, dung mạo người này vẫn chẳng hề thay đổi, quần áo cử chỉ cũng y hệt như xưa, vẫn kiệm lời và chân chất như trước, nhìn hắn sẽ làm người ta cảm thấy hơi buồn cười. Nàng cất bước ra ngoài, nếu nàng không có nét duyên ngầm trời cho, nếu nàng chưa từng bị hách văn hầu bắt về làm gia kỹ, chưa từng bị liễu nhãn mang đi làm tỷ nữ, nếu nàng là một thiếu nữ trong trẻo thuần khiết như ngọc, thì có thể nàng sẽ nghĩ cách bắt chuyện với hắn. Nhưng hôm nay, nàng chỉ muốn xoay người rời đi thật nhanh. Thế sự thay đổi thất thường, gặp lại mộng tưởng thời niên thiếu sẽ chỉ làm người ta cảm thấy khó lòng chịu đựng. "Cô." Sau lưng truyền đến một giọng nam xa lạ mà vô cùng êm tai, giọng người này hoàn toàn khác với Đường Lệ Từ, cũng chẳng hề giống Liễu Nhãn. Giọng Đường Lệ Từ ôn nhã, ung dung, dịu dàng ấm áp, còn giọng Liễu Nhãn thì lạnh lùng phóng khoáng u sầu bức bối. Mà giọng người này mang một âm sắc đặc biệt, lọt vào tay khơi lên cảm giác vô cùng thân thiết, đó là chất giọng hồn nhiên chân thành, không hề kiểu cách. Nàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng bước ra từ trong bếp, có chuyện gì vậy? Cô, tên là A Thủy Ư. Thiếu niên áo trắng kia ngập ngừng hỏi, sắc mặt hơi lúng túng, đưa tay lên gãi gãi đầu, lại vò vò tóc. Ta, ta không giỏi ăn nói cho lắm, nếu quấy giày cô thì xin cô đừng giận. Nàng gần như không nhịn được muốn cười, hắn đúng là có sao nói vậy, tuy lời nói ra rất đường đột, nhưng nàng thật sự không giận. Đúng là ta, xin hỏi, có chuyện gì vậy? Nàng chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện với người khác, cũng không biết tên hắn là gì, hôm nay bỗng dưng bị hắn gọi lại, trong lòng thật sự vô cùng kinh ngạc. À, hắn lại vò vò đầu mái tóc đen của hắn vốn đã rối bù như tổ quạ nay lại bị vò cho dối hơn ta học phó cô có thể gọi ta là a phó hoặc tiểu phó thật ra tên ta rất khó nghe xin lỗi ta muốn hỏi cô hỏi cô một chuyện người này nói chuyện đúng là lộn xộn bừa bãi hoặc là rất lâu không giao tiếp với ai nên nhà chữ cũng không chuẩn cho lắm nàng mỉm cười nhìn hắn hỏi chuyện gì y dài người này không nói năng lộn xộn thì cũng ấp a à, ấp úng do dự hồi lâu vẫn treo trên miệng câu y dài chấm a thùy nhìn hắn vô cùng kiên nhẫn chẳng hiểu vì sao cảm giác buồn cười cũng dần dần nhạt đi nàng đã lờ mờ đoán ra chuyện người này muốn hỏi không chừng lại là một chuyện lớn nằm ngoài dữ liệu của nàng một lúc lâu sau thiếu niên áo trắng mới do dự hỏi một câu bây giờ y có ổn không y dài là ai cơ nàng nhìn đăm đăm vào đôi mắt của thiếu niên áo trắng đôi mắt hắn chân thành mà trong veo phản chiếu sự quan tâm vô cùng thuần túy chẳng lẽ huynh huynh nàng khẽ hỏi huynh muốn hỏi ai hắn mấp máy môi đang định trả lời thì trong bếp chợt có người gào lên như sấm chớp giật đùng đùng tiểu phó tiểu phó chết toi chui vào xó nào rồi mau về gọt vỏ củ cải ai gọi hắn về làm việc đi chết dí xó nào rồi hắn lại vò vò đầu ngượng ngùng mỉm cười a à, thùy Tối nay ta sẽ đến nhà cô nói chuyện, xin lỗi ta phải đi rồi." Nói xong vội vã chạy về nhà bếp, đi nhanh đến nỗi suýt nữa thì cụng đầu vào khung cửa. A à, Thủy nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng không sao cười nổi. Tiểu Phó ư, một thanh niên làm tạp dịch ở tiểu lâu ngân Giác tử, ở Lạc Dương rất nhiều năm nhưng gần như chưa bao giờ nói chuyện với người khác, chỉ nuôi một con rùa đen làm bạn, liệu sẽ có chuyện gì quan trọng muốn hỏi nàng chứ? Tối nay đến nhà cô nói chuyện, chấm hỏi nàng không hề biết hóa ra tiểu phó lại biết nhà nàng ở đâu, mà đêm khuya đến thăm quả thực cũng không hợp lễ nghĩa. Dĩ nhiên đối với một cô gái đã thân bại danh liệt từ lâu thì danh tiết chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nàng không nghĩ tiểu phó sẽ vì lý do này mà dễ dàng đưa ra đề nghị muốn đến nhà nàng. A à, Thùy nhảy khẽ thở dài, xoay người trở về nhà. Có những chuyện nàng cứ ngỡ là mình đã thoát ra, nhưng dường như vô hình chung, lại ập xuống đầu nàng đúng là bước vào giang hồ dài vô tận, quay đầu trở lại cũng khó sao. Bước ra khỏi tử lâu ngân giác tử, A Thùy thấy ba cố xe ngựa đậu trước cửa, con ngựa buộc chiếc xe da trắng như tuyết móng sáng như bạc, đúng là thần mã, không biết của quý nhân phương nào. Có rất nhiều người đang bận rộn xung quanh mấy cố xe, nàng đi vòng ra xa đội xe kia rồi lặng lặng bước vào một con hẻm khác, bình tĩnh trở về hiệu sách hạnh dương. Trong hẻm nhỏ vắng lặng, buổi chiều chim tước đậu trên bờ tường, nghiêng đầu nhìn nàng đi một mình trên đường nàng bước đi không hề nghe tiếng động đi được quá nửa con hẻm thì trước mắt có bóng áo trắng mờ ảo vụt qua một thiếu nữ áo trắng che mặt mỉm cười chặn trước mặt nàng tay đè lên loan đao bên hông cất giọng nói lạnh lùng trong trẻo mấy ngày nay đã để cô sống an nhàn quá rồi a thùy đáy lòng a thùy chợt lạnh lùi về một bước cô đi với ta nào đường lệ từ để cô trở về lạc dương một mình đúng là trò cười thiếu nữ áo trắng che mặt đưa tay trái ra định chộp lấy nàng, yêu kiểu nói. Có người muốn gặp cô. A à, Thủy khẽ cắm môi, không hề né tránh, chạy trốn cũng vô dụng, người trong võ lâm đã muốn bám theo thì nàng tuyệt đối không thể chạy thoát, chẳng qua phụng phùng Còn chưa nghĩ xong, trong đôi mắt nàng đã lóe lên một tia kinh ngạc, liên tục lùi về ba bước. Chỉ thấy trên mái nhà một bên con hẻm chợt có người lao xuống, người này mặc áo đen che mặt, đâm một kiếm nhắm thẳng vào lưng thiếu nữ áo trắng kia. Kiếm khí ảo ảo, thiếu nữ kia bỗng dưng cảnh giác, rút đao ra trông đỡ, đao kiếm va nhau đánh. Keng, một tiếng, cả hai cùng lùi về sau, thấy tình hình không ổn, thiếu nữ áo trắng che mặt rít lên một tiếng rồi tung người lao đi, nhảy mấy cái đã mất dạng, chẳng biết là đi đâu. Người áo đen kia nhẹ nhàng hành lễ với A Thùy, sau đó lập tức xoay người đi mất. Trong chớp mắt, con hẻm nhỏ đã vắng lặng không một bóng người nhưng con chim tước đậu trên bờ tường cũng đã giật mình bay đi đâu không biết a à, thùy ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh đứng lặng một hồi rồi khẽ thở dài nàng chưa bao giờ thoát được bất cứ mối dây ràng buộc nào cũng không thể thoát ra đường lệ từ quả nhiên vẫn phái người bảo vệ nàng mà còn làm cẩn thận kín kẽ hoàn toàn không để lại dấu vết nhưng vậy thì sao chứ làm vậy chỉ khiến nàng cảm thấy chuyện đời thật là bất đắc dĩ a thùy trở về hiệu sách hạnh dương bế phụng phụng về từ nhà bà liêu phụng phụng bình an vô sự nếu cô gái áo trắng che mặt vừa rồi tìm ra hành tung của nàng thì hiển nhiên đã theo dõi nàng từ lâu sao lại không bắt phụng phụng đi quá nửa cũng nhờ phúc đường lệ từ phái người bảo vệ nàng bỗng thoáng giật mình đêm nay tiểu phó sẽ tới thuộc hạ của đường lệ từ liệu có coi hắn như kẻ thù mà giết luôn không Wow. Phụng Phụng nằm trong lòng nàng chỉ trò, a à vài tiếng ra hiệu mình đã đói. A Thủy bưng ra một bát cháo ấm, bón từng thìa vào miệng Phụng Phụng. Phụng Phụng ngoan ngoãn ăn được một nửa thì tự dưng quay đầu đi, không chịu ăn thêm nữa. A Thủy cúi đầu nhìn xuống trong bát cháo đặt trên bếp để hâm nóng, mơ hồ thấy một tạp vật nhỏ màu trắng. Nàng lấy thìa khều thử, hóa ra là một con bướm cánh trắng hơi lốm đốm tức thì giật nảy mình, buông bát cháo xuống. Còn bướm này nàng chưa gặp bao giờ, quá nửa là có độc. Đội ngũ mà đường lệ từ phái đi ngăn được người của phong lưu điếm, nhưng không thể ngăn phong lưu điếm dùng độc vật, phụng phụng nhất định đã trúng độc rồi. Phải làm sao mới được đây? A à, Thùy vội vã lấy từ hòm thuốc ra một bình thuốc viên giải độc, thứ này liệu nhãn đưa cho nàng khi còn ở phong lưu điếm. Nàng đổ ra một viên, bẻ làm hai nửa bỏ một nửa vào ngâm trong nước ấm rồi bón cho Phụng Phụng uống. Thuốc giải này không biết có công hiệu hay không, nhìn Phụng Phụng ngoan ngoãn uống, chẳng bao lâu sau đã ngủ rất say. Gò má nó đỏ ửng, hắt đầu sốt cao, nàng không biết y thuật, ôm con mà lòng như lửa đốt nên làm sao cho phải. Có nên bế nó ra ngoài cho đại phu trong y quán khám cơ bông. Những suy nghĩ liên tục lướt qua đầu, nàng bế phụng phụng chạy ra ngoài cửa, mở miệng ra định gọi người nếu đường lệ từ phái người đi theo bảo vệ nàng vậy nếu nàng mở miệng cầu cứu hẳn là sẽ có người đáp lại đúng lúc nàng mấp máy môi chuẩn bị kêu lên thì một người từ xa vội vàng đi tới thấy nàng ôm đứa bé chạy ra khỏi nhà hắn đưa tay lên vò đầu sải bước đi tới đỡ lấy phụng phụng trong tay nàng vào nhà trước đi ngoài này đông người quá con ta trúng độc ta a à, thùy vừa rồi còn có vẻ bình tĩnh mà giờ đây tay chân lại bắt đầu luống cuống. Đều tại ta cả, nếu nàng không bị cô gái áo trắng đột một cản đường quê nhiễu tâm trí, thì chắc chắn sẽ nhận ra trong cháu có con bướm. Hoặc nếu nàng bình tĩnh cẩn thận hơn một chút, Phụng Phụng cũng sẽ không trúng đâu. Đều tại nàng không làm tròn bổn phận của một người mẹ, nếu Phụng Phụng có mệnh hệ gì thì nàng sẽ chết cùng con, nhất định không sống tạm qua ngày. Người vội vã tìm đến chính là tiểu phó Tiểu Phó vò tung mái tóc mình, đưa tay ra xoa đầu nàng theo thói quen rồi an ủi. "Không nghiêm trọng đâu, cô đừng sốt ruột cũng đừng sợ, ta sẽ giúp cô." "Giúp ta? Huynh, phải giúp ta thế nào đây?" A à, Thùy mờ mịt nhìn hắn. "Huynh." Tiểu Phó ôm lấy Phụng Phụng, đóng cửa phòng lại, hắn đặt một bàn tay ra sau tấm lưng nhỏ xíu của Phụng Phụng, trong nháy mắt da thịt trên người Phụng Phụng đã đỏ ửng, một làn xương trắng bốc lên. Một lúc sau, Phụng Phụng bỗng mở mắt ra khóc lớn, hai tay túm chặt lấy quần áo của tiểu phó. A, à, wa wa wa, hu hu hu, khổ khổ. Một đứa trẻ còn nhỏ như thế, lại vừa ho vừa nôn từng ngụm cháo mới ăn ra ngoài, sau đó tiếp tục khóc to, bỗng dưng cắn một cái lên vai tiểu phó. A, à, à, hu hu hu. Đây là phương pháp dùng nội lực ép độc ra ngoài. A à, Thủy hơi lảo đảo đứng không vững. Người mà nàng thương nhớ nhiều năm không ngờ cũng là. Huynh là ai? Thiếu niên áo trắng đầu bù tóc rối vội vã trà phụng phụng đang cắn người lại cho nàng, đôi mắt to áy náy nhìn nàng. Ta họ Phó, tên Phó chủ Mai, là một cái tên rất khó nghe, rất xin lỗi. Nàng đón phụng phụng về, khẽ mỉm cười. Phó đại hiệp thâm tàng bất lộ, a Thùy có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta mới là người nên xin lỗi. Không phải không phải. Phó chủ mai liên tục xua tay. Ta không phải đại hiệp, ta không muốn nói chuyện này với cô. Ta muốn hỏi cô. Nói đến chuyện mình muốn hỏi, hắn lại có vẻ do dự. A à, Thủy ôm chặt lấy phụng phụng, nhẹ nhàng lau đi vệt cháo dính trên bờ môi non mềm của nó. Tâm trạng đã từ từ bình tĩnh lại, nghe vậy thì khẽ thở dài. Huynh muốn hỏi đường công tử có ổn không à? Phó chủ mai đầu tiên là gật đầu, gật đầu xong lại vò vò tóc. Làm sao cô biết? bởi vì a thùy không có vật gì đáng giá cũng chẳng có họ hàng thân thích nụ cười nhẹ của nàng ẩn chứa nỗi cay đắng nhàn nhạt, nhạt ngoài quen biết đường công tử ra thì không còn điểm nào đặc biệt phó chủ mai lắc đầu liên tục cũng không biết hắn đang lắc cái gì bây giờ y có ổn không ta không biết có lẽ là rất ổn a thùy khẽ đáp đường công tử rất tốt với ta ta rất cảm kích cũng vô cùng hổ thẹn phó chủ mai mở to mắt nhìn nàng rất đoạn, cô có biết chị vân chết rồi không a à, thùy lập tức ngẩng đầu giật mình hỏi chị đại hiệp chết rồi ư làm sao có thể chứ chuyện này sao có thể xảy ra phó chủ mai gượng cười đưa tay lên muốn vò đầu nhưng đưa đến nửa chừng lại thu về chị vân đã chết mọi người đều nói chỉ vân trúng độc cổ chu nổi điên lạm sát người vô tội đường lệ từ vì muốn ngăn cản chỉ vân giết người nên đã ra tay giết hắn Đường Lệ từ giết Trì Vân, làm sao có thể chứ? A Thủy tái trắng mặt mũi. Ta không biết chuyện này, sao lại ra nông nỗi ấy? Phó chủ Mai đi hai vòng quanh phòng, thở dài. Tính khí y không tốt, giống như đứa trẻ con vậy, tự tay giết bạn sẽ khiến y tức chết. Câu này vẫn lộn xộn không đầu không đuôi, A Thủy cố nén xuống nỗi kích động trong lòng. Huynh là gì của Đường công tử? Sao lại chịu hạ mình làm đầu bếp trong tử lâu ngân giác tử? Ta ư? Phó chủ mai lại vò đầu. Ta là huynh đệ của đường lệ từ, nhưng chúng ta đã lâu không gặp, tính khí y không tốt. Hắn lặp lại một lần nữa. A lệ rất nóng tính, y chẳng nghĩ thông chuyện gì cả. Y tự tay giết bạn, dù ngoài mặt vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nhất định đã giận đến phát điên, hơn nữa hễ y nổi giận sẽ muốn giết người. Ôi trời! Hắn lại đi hai vòng quanh phòng. Cô có biết không, ta rất lo cho y, nếu y đã phái người bảo vệ cô, có nghĩa là cô rất quan trọng đối với y cho nên ta nghĩ nếu trong lòng y có tâm sự hẳn sẽ nói với cô nên chắc là cô cũng biết bây giờ y có ổn không nhưng cô lại không biết gì cả huynh đệ của đường lệ tư tiểu phó là huynh đệ của đường lệ tư chuyện trên đời thật khó lòng tưởng tượng nổi a thủy nhìn về mặt sốt sắng của hắn huynh là huynh đệ của y thật sao vậy huynh định đi gặp đường công tử à giọng nàng hơi trầm xuống vì ta không hiểu y cho lắm nhưng luôn cảm thấy y rất cô độc, cần có người bầu bạn. Trước đây có Chỉ Vân ở bên y, nay Chỉ Vân chết, y nhất định đã chịu đà kích rất lớn. Phó chủ Mai gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu liên hồi. Ta là huynh đệ của A Lệ, nhưng y, nhưng y rất hận ta, ta không thể đến gặp y. A à, Thùy thoáng kinh ngạc. Y hận huynh? Tuy Phó chủ Mai là người trong võ lâm, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, làm việc cũng không thành thục lão luyện nói chuyện lung tung lộn xộn, đi đứng thô kịch, gần như không qua lại với ai. Một nhân vật không quá xuất sắc cũng chẳng hề nguy hiểm như hắn. Tại sao Đường Lệ tự phải hận? Y hận ta. Năm ngón tay phó chủ mai luồn vào mái tóc đen của mình, không ngừng túm tóc ra sức vò. Y hận ta thật đó. Ta không thể đi gặp y. A à Thùy hơi ngước mắt lên. Vì sao Đường công tử phải hận huynh? Phó chủ mai nhíu mày. Tự hồ câu hỏi này khiến hắn rất khó trả lời. Ta thoáng dừng lại một chút, hắn thở dài. Dùng chất giọng đặc biệt của hắn mà than thở, lại mang theo mùi vị ngây thơ hòa lẫn với tang thương. Bởi vì ta đoạn mất thứ thuộc về y. A à, Thủy khẽ nhíu cặp mày thanh tú. Những lời này đương nhiên ẩn chứa một câu chuyện khác. Nhưng nàng không hỏi nữa. Nếu huynh là huynh đệ của đường công tử, vậy huynh có biết liễu nhán không? A à, nhán. Phó chủ Mai gật đầu. Đương nhiên biết, chúng ta cũng là huynh đệ, A Nhãn là người tốt. A Thùy im lặng, sau đó khẽ thở dài. Đúng, ta cũng cảm thấy hắn không phải người xấu, nhưng mà. Khi nàng nói ra những lời này, bàn tay ấm áp của Phó chủ Mai xoa xoa đầu nàng. A Nhãn là người tốt, có điều hắn, ôi, hắn không biết tính toán cho bản thân, rất nhiều chuyện hắn chỉ nhìn bề ngoài, mỗi khi ra quyết định thì luôn hồ đồ. A à Thùy nhìn hắn không chớp mắt, hàng mi hơi rủ xuống rồi lại ngước lên. Không sai, nhưng dù là hồ đồ, thì vẫn có rất nhiều chuyện không phải chỉ dùng một câu hồ đồ là bù đắp được. Phó chủ Mai kéo một cái ghế dựa mà ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía trước. Thật ra ta cũng không hiểu vì sao A Nhãn và A Lệ lại biến thành dáng vẻ ngày hôm nay, có lẽ. Có lẽ đều tại ta hết. A à Thủy thì hãy mỉm cười, nhìn theo ánh mắt hắn về phía trước. Vì sao ấy à, người trong giang hồ trung quy là thân bất do kỷ, những lời này tuy tầm thường nhưng chưa bao giờ sai. Cuộc đời của ai, lựa chọn của ai, tương lai của ai, thì không thể trách bản thân hoàn toàn, nhưng cũng không thể đổ hết cho người khác. Phó chủ Mai lắc đầu, không nói gì nữa, ngơ ngác nhìn Phụng Phụng nằm trong lòng A Thùy. Đây là con của ai? A Nhãn, hay là A Lệ? A Thùy hồi nhã đáp. Đây là con của Hách Văn Hầu. Phó chủ Mai ăn lên một tiếng, vẻ mặt đầy lúng túng. Ta không giỏi ăn nói, rất xin lỗi, ta cứ tưởng. Ta cứ tưởng họ rất dễ dãi với phụ nữ. À, hắn càng nói càng sai, rụt người về phía sau. Cái ghế tựa kia vốn sơ sài, bất ngờ lắc lư rồi cả người lận ghê ngã ngửa ra sau, gáy hắn nặng nề đập xuống đất đánh. Cộp, một tiếng. Ưm, ừ. phụng phụng vốn đã ngủ, chợt bị tiếng động lớn này đánh thức. Nó mở mắt ra, trông thấy phó chủ Mai đang chật vật bò dậy, bỗng dưng mặt mày hớn hở, đưa tay chỉ vào phó chủ Mai. "Ê, ư." Ừ. A à, Thủy Viu không định cười, cuối cùng lại khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười vô cùng chua chát. Nàng biết nói gì cho phải đây? Họ đều là mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái, nắm trong tay quyền thế một phương, đương nhiên sẽ được nhiều cô gái yêu mến, cũng không thể nói là họ đùa giỡn tình cảm được sau gáy phó chủ mai đập xuống đất, sưng u lên một cục rõ to, tóc lại càng thêm rối loạn. Hắn bỏ dậy nhưng vẫn ngồi lên cái ghế đó. Không không, bọn họ đối xử với phụ nữ không tốt, từng có rất nhiều tình nhân, không phải con của A Lệ và A Nhãn là tốt nhất. A Thùy khẽ chấn động trong lòng. Không phải con của họ là tốt nhất, A Lệ và A Nhãn đều không phải người cha tốt. Phó chủ mai nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn trong veo. Cũng không phải một phu quân tốt a à thùy gật đầu tâm tình chợt nhẹ nhõm tiểu phó bên má phó chủ mai có một lọn tóc rối rủ xuống nghe nàng gọi hắn ngẩng đầu lên lọn tóc kia bay phất phơ bên má trông có vẻ non nớt ngây thơ sao nàng nhìn hắn cảm thấy hơi buồn cười huynh sẽ là một người cha tốt chứ ừ phó chủ mai như chém đinh chặt sắt rồi lập tức lắc đầu nhưng không ai thích ta cả a à thùy khẽ thở dài con rùa đen của huynh đâu rồi? Vì sao huynh lại nuôi một con rùa đen? Phó chủ Mai nhìn nàng khó hiểu. Cô biết ta nuôi một con rùa đen à? Nàng gật đầu, hắn liền giang hai tay ra diễn tả chiều rộng cỡ một cái bàn. Bởi vì ta chưa bao giờ gặp con rùa nào lớn đến thế. Cô không biết khi ta gặp nó trong núi đá kinh ngạc cỡ nào đâu, lại phải mất bao lâu mới xua được nó ra ngoài, mang đến Lạc Dương nuôi. Nàng giật mình nhìn hắn. Huynh xua con rùa đen từ chỗ nào trong núi ra đây? Phó chủ Mai đáp. Là một ngọn núi nằm ở ngoại thành Lạc Dương, ta quên tên nó là gì rồi, nhưng con rùa đen bò từ trong núi vào thành chỉ mất 8 ngày, bò rất nhanh đó. Bây giờ nó đang ngủ dưới gầm giường ta, không gọi sẽ không dậy. Nàng không nhịn nổi mà bật cười, người này thật sự rất kỳ lạ, bảo hắn ngốc thì hắn lại không hề ngốc, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi là thông minh dù là huynh đệ của đường lệ từ là một người giang hồ biết võ công hắn cũng không hề mang khí chất giang hồ thậm chí không dính dáng gì đến hai chữ xuất sắc tại sao đường lệ từ lại hận một người như vậy chứ cười nói với hắn không hề có áp lực người này đang nghĩ đông lại đột một chuyển sang tây suy nghĩ không chặt chẽ mạch lạc cũng không hoàn thành sự nghiệp kinh người nào có lẽ người ta thường không coi trọng một người đàn ông như vậy nhưng nàng lại thích thật lòng Vừa rồi cảm ơn huynh rất nhiều vì đã cứu con ta. Nàng rót cho phó chủ mai một chén trà. Nhưng huynh hẹn buổi tối sẽ sang, sao ban ngày đã đến rồi? Từ lâu hết việc rồi sao? Còn chứ còn chứ? Phó chủ mai nhận chén trà uống cạn một hơi, rồi lại đưa cho nàng rót thêm chén nữa. Ta còn rất nhiều rau phải thái, rất nhiều cá chưa mổ xong. Nhưng ta thấy có người theo dõi cô nên không yên tâm, mới qua xem thử. Hắn chợt nhớ ra trong tiểu lâu còn việc chưa làm, vội vàng đứng lên, trà cũng không kịp uống. "Ta đi đây, nó không sư phó lại mắng ta. Huynh đi đi." A à, Thùy phủ màu hành xanh dính trên áo hắn. "Chuyện của đường công tử ta thật sự không biết, nhưng nếu huynh thật lòng lo lắng cho y, thì có lẽ nên đi thăm một chuyến." Nàng dịu dàng nói. "Tiểu lâu ngân giác tử dù sao cũng không phải là chỗ huynh ở lâu được, đừng vì chuyện không liên quan mà làm lỡ điều trong lòng huynh thật sự bận tâm." phó chủ mai dường như ngẩn ra một hồi, vò vò đầu, ngại ngùng cười một tiếng rồi vội vã rời đi. Sao tiểu phó lại là huynh đệ của đường lệ từ chứ? nàng nhẹ nhẹ vỗ về phụng phụng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu tiểu phó chỉ là tiểu phó thôi, không biết võ công cũng không quen đường lệ từ, chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Sắc trời ngả dần về hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu lên những bức tường cao trong thành lạc dương trông sạch sẽ mà yên bình phó chủ mai vội vã chạy về tiểu lâu ngân giác tử vòng qua hai khúc quanh dọc đường đi có nhiều người chào hỏi hắn ai nấy đều biết hắn là tiểu phó của tiểu lâu ngân giác tử nhưng hắn lại không hề để tâm chỉ a à. mấy tiếng mắt không nhìn ngang liếc dọc chỉ cắm cúi đi thật nhanh người trên phố đều bật cười họ đã sớm quen với một tiểu phó vô tâm vô phế như vậy nên chẳng hề tức giận trở về tiểu lâu còn chưa đặt chân vào bếp thì trường quỹ đứng ngoài cửa đã túm lấy hắn trời ạ à, mỗi tháng ta bỏ ra hai lượng bạc thuê ngươi thế mà ngươi chết dí ở xó nào rồi ngươi muốn cho ta phí tiền bạc còn phải sai thêm người vào bếp nấu thay ngươi có đúng không ngươi cũng không phải đại cô nương ta mua về để mà đưa cho khách xem cho bớt giận tổ tông của ta ơi ngươi yên phận làm việc dùm ta đi lần sau còn để cho ta trông thấy ngươi bước ra cửa rong chơi thì ta lôi con rùa đen của ngươi ra bỏ vào nồi kho chối đầu. Phó chủ Mai có vẻ sợ hãi, gật đầu lia lịa, nhưng cũng không nói hắn đi làm gì. Trưởng quỹ nhìn gương mặt kinh hoàng thất thố của hắn, trong lòng lập tức cảm thấy hơi thỏa mãn. Hôm nay khách gọi món sơn hải tử Hà Vân Hội Đỉnh Lô. Tiểu phó lại gật đầu, món sơn hải tử Hà Vân Hội Đỉnh Lô là một nồi canh nổi tiếng của ngân giác tử. Nó gồm một nồi canh cỡ bự với nguyên liệu phức tạp, trên dưới tiểu lâu ngoài tiểu phó ra thì không ai bưng nổi. Ta đi bưng canh. Thấy tiểu phó ngoan ngoãn nghe lời như vậy, trưởng quỹ vỗ vỗ vai hắn, chắp tay sau lưng chậm chạp bỏ đi. Phòng khách trong tiểu lâu ngân giác tử luôn luôn náo nhiệt, nhưng hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Khoảng 10 cái bàn, mỗi bàn ngồi được 10 người hoàn toàn trống không, chỉ có phòng. Văn hương cư. Nằm ở góc tây bắc của lầu 2 là lác đác mấy bóng người. Phó chủ mai bưng nổi canh nặng mấy chục cân kia chậm chậm bước lên lầu hai. Dưới nồi canh đang đốt than, còn có vài chục loại nguyên liệu phong phú. Hắn phải bưng rất cẩn thận, đi từng bước vào văn hương cư. Trong phòng kê một cái bàn hình lục giác bằng gỗ tử đàn, sáu chân bàn chạm trổ hình đầu hươu, môi con hươu chạm đất, hình dáng vô cùng hiếm gặp. Sáu cái ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn đã bày ra hết, lại chỉ có ba người ngồi. Trên bàn đã bưng lên khá nhiều món ăn, nhưng họ chẳng gắp được mấy miếng. Ngồi đối diện cửa vào có một vị đạo nhân với ba tròm dâu dài, bên trái đạo nhân là một đại hán áo tím đang uống rượu, bên phải là một người đeo mặt mạ bằng sứ trắng, không để lộ gương mặt thật. Phó chủ mai trông thấy những nhân vật này, dường như thoáng ngẩn ngơ, nổi canh trong tay trao đảo nhẹ. Đại hán áo tím trong phòng ngửa cổ lên uống rượu, đến khóe mắt cũng chẳng thèm liếc về phía hắn, nhưng tay phải đại hán đó tung lấy tâm áo ngoài đang khoác lên lưng ghế dựa rồi vững vàng đỡ nồi canh trong tay phó chủ mai hắn à lên một tiếng vội vàng đặt nồi canh ngay ngắn xuống bàn rồi nhanh chóng lui ra đại hán áo tím liếc nhìn nồi canh kia cười nói cái này nặng lắm đó ít nhất cũng phải 60 cân tiểu tử vừa rồi có cánh tay khỏe đấy bưng cái nồi này này đi lên lầu hai thế mà thang lầu không hề rung lắc Đạo nhân có ba tròm dâu gật đầu, tâm tư hắn không đặt vào nổi canh này, chỉ nhìn chằm chằm người mặt xứ kia. Các hạ mời chúng ta đến nơi này có chuyện muốn nói, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thì ra đạo nhân ba tròm dâu kia có đạo hiệu là Hư Vô, Đại Hán Áo Tím Họ Mã. Nhắc đến Hư Vô Đạo Nhân và Tam Thương Hồi Mã, Mã Thịnh Hùng, hai người có danh tiếng lấy lừng trong kinh thành, chính là hộ vệ mới được Phủ Thừa Tướng mời về võ công cao cường, có tên tuổi trong võ lâm. Canh ba đêm qua có người lẻn vào phủ thừa tướng, đặt một lá thư trên đầu giường triệu phủ, hẹn hai vị hộ pháp hôm nay gặp nhau trong tiểu lâu ngân giác tư. Dạ hành nhân cao siêu như thế, nếu muốn lấy mạng triệu phủ thì dễ như chờ bàn tay. Cho nên hư vô đạo nhân và mã thịnh hùng thừa biết mình không địch lại nhưng vẫn đến hẹn đúng giờ, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nói một chuyện nhỏ thôi. Người mặt sứ nâng chén rượu lên, nhưng không uống. Nghe nói triệu thừa tướng gần đây đã gặp đồng hồ bút một lần, họ đã nói những gì, hai vị là người giới thiệu đồng hồ bút, hẳn là cũng phải biết chứ. Hư vô đạo nhân ngẩn người. Đồng hồ bút. Vài ngày trước đồng hồ bút đúng là đã gặp triệu phù một lần, nhưng chuyện này vô cùng bí mật, gã người mặt xứ này làm sao biết được. Người mặt xứ dựa lưng vào ghế, dù không nhìn thấy mặt cũng biết hắn không coi hư vô đạo nhân và mã thịnh hùng ra gì. Nói chuyện gì? Chén rượu của Mã Thịnh Hùng nặng nề đập đánh. Cộp. Lên bàn. Các hạ để lại thư bên gối, dĩ nhiên là cao minh, nhưng cũng đừng cậy thế khinh người như vậy. Thừa tướng nói những gì với khách, chúng ta làm sao biết được? Cho dù có biết, cũng không thể nói lại với ngươi. Có nghĩa là, chuyện trong phủ thừa tướng dĩ nhiên không thể tiết lộ cho quái khách lai lịch bất minh như người mặt sứ rồi. Thật không? Người mặt sứ cất giọng vô cùng bình thản. Ngươi không sợ tối nay trên đầu giường Triệu Phổ? Ha ha, hắn tự tay rót một chén rượu, một hơi uống cạn rồi không nói gì nữa. Mã Thịnh Hùng đổi sắc mặt, người này võ công cao cường, nếu muốn giết Triệu Phổ thì trong phủ thừa tướng đúng là không ai ngăn cản được. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có ý đồ gì với thừa tướng? Người mặt sứ lạnh lùng nói, "Ta chỉ tò mò muốn biết, Triệu Phổ gặp Đồng Hồ bút đã nói những gì?" mã thịnh hùng và hư vô đạo nhân đưa mắt nhìn nhau hư vô đạo nhân ho khẽ một tiếng thừa tướng và đồng tiền bối đã nói những gì thật ra chúng ta cũng không biết chỉ biết đồng tiền bối viết cho thừa tướng một phong thư người mặt xứ hỏi thư à trong thư viết gì hư vô đạo nhân lắc đầu chuyện này thân phận của chúng ta bị hạn chế quả thực không biết thừa tướng cất thư ở đâu người mặt xứ hỏi mã thịnh hùng giận dữ đáp ta và đạo trưởng đâu phải là gian tế, làm sao biết thừa tướng cất thư ở đâu. Người Người mặt sứ vỗ tay xuống mặt bàn đánh. Dầm. Một tiếng, cái bàn lục giác bằng gỗ tử đàn lập tức nứt ra làm sáu mảnh. Sáu mảnh này đều nhau tăm tắp, lại còn không sụp xuống, vẫn vững vàng đỡ lấy thức ăn bên trên. Mã Thịnh Hùng đang định mở miệng chửi ầm lên, thấy cảnh này thì một bụng ấm ức lại nuốt ngược vào trong, miệng há to không biết nên nói sao cho phải. Thư ở đâu?" Người mặt sứ lạnh nhạt hỏi, Hư Vô đạo nhân thở dài một hơi. "Không biết." Người mặt sứ âm trầm hỏi, Người muốn làm một con chó trung thành không biết thời thế, hay là thật sự không biết?" Mã Thịnh hùng không nhịn nổi nữa, vỗ bàn đứng dậy. Chỉ nghe một loạt tiếng động rầm trời, những món ngon muôn màu muôn vẻ trên mặt bàn đã chốt ào ào xuống đất, bàn lục giác bằng gỗ tử đàn cũng vỡ nát. "Không cần biết người là cao nhân phương nào." nhưng làm thế là khinh người quá đáng. Chưa nói chuyện của thừa tướng, người ngoài vốn không nên hỏi, mà chỉ dựa vào thái độ khinh người của ngươi, thì họ mã ta dù không phải đối thủ cũng tuyệt đối không nuốt trôi cơn giận này. Người mặt sứ vẫn ngồi yên, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn gì? Ra ngoạc động thủ, đừng liên lụy đến bách tính vô tội. Mã thịnh hùng đanh giọng quát. Trong phòng nổi lên một loạt tiếng ồn, trưởng quỹ nơm nớp lo sợ. Từ khi ba người này bước vào, hắn đã có dự cảm sẽ không dễ kết thúc êm xuôi chót lọt. Nhất là gã quái nhân đeo mặt nạ kia, nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt. Lúc này nghe trên lầu có tiếng động lớn, hắn bèn gọi. Tiểu phó, lên trên xem thử đi. Hắn tón lấy phó chủ mai đẩy về phía cầu thang. Nếu lại muốn động thủ trong quán thì ngươi khéo léo mời bọn họ ra ngoài. Dù sao tiền cũng thu rồi, có lãng phí những món ăn thượng hạng này ta cũng không so đo đâu. Ta... Phó chủ Mai mở to mắt nhìn lên lầu 2. Ta phải nói sao thì bọn họ mới chịu ra ngoài. Trưởng quỹ đập mạnh vào đầu hắn. Ngươi bị đần à, nói gì cũng được, chỉ cần đám ôn thần này chịu ra ngoài thôi. Phó chủ Mai há mồm líu lưỡi, hoàn toàn không hiểu ý trưởng quỹ, sắc mặt mờ mịt đi về phía cầu thang, hiển nhiên trong đầu không nghĩ ra câu nào để nói. Trưởng quỹ cũng mặc kệ hắn, vội vã nấp vào buồng trong, đến cái bóng cũng không lộ ra ngoài động thủ à. Người mặt sứ chậm rãi tháo mặt nạ ra, ném xuống khoảng trống bên cạnh, mặt nạ sứ rơi xuống sàn đánh. Choang. Một tiếng, vỡ nát tan tành. Người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Mã thịnh hùng vừa thấy gương mặt kia, sắc mặt tức thì trắng bệch. Người, người. Hư vô đạo nhân bỗng đứng phát dậy, hắn nhận ra gương mặt người này. Trong trận đại chiến ở Giang Nam Sơn Trang vài năm trước, hắn đã từng thấy người này oai phong lẫm liệt giết người như điên chính là cửu môn đảo vì bì ngâm mã thịnh hùng lướt đến đứng dựa lưng vào hư vô đạo nhân hai người đều cảm thấy cõi lòng lạnh giá như băng chạm mặt ma đầu kia hôm nay coi như xui xẻo cùng cực nhưng dù không địch lại cũng phải dốc sức đánh một trận vì bì ngâm lạnh lùng nhìn hai người năm ngón tay phải dần giật không biết định vặt đầu ai xuống trước Đúng vào khoảnh khắc im lặng chết chóc này, phó chủ Mai bước lên lầu 2. Vì bì ngâm ngước mắt lên, âm trầm quan sát thanh niên trẻ tuổi ăn mặc theo lối nô bộc này. Phó chủ Mai hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt âm hàn của hắn, ngơ ngác nhìn ba người trong phòng. Trưởng quỹ nói, nếu ba vị khách quan muốn đồng thủ, thì mời ra ngoài. Lời còn chưa dứt, vì bì ngâm đã búng món tay, ly rượu trong tay hắn lặng lẽ bắn đến trước ngực phó chủ Mai cái búng tay này ẩn chứa chân lực, đủ để xuyên thủng ba phó chủ mai. Mã thịnh hùng nhanh tay lẹ mắt, hét lớn một tiếng hua thương ngăn cản. Nhưng chén rượu nhỏ kia lại đột một tăng tốc, khéo léo tránh được trường thương của mã thịnh hùng, vẫn bắn vèo vèo đến trước ngực phó chủ mai. Hư vô đạo nhân thở dài một hơi, vi bi ngâm nở một nụ cười âm u, mã thịnh hùng kêu lên. Không ngủ ẩn cứ đinh ninh tiểu nhị áo trắng này nhất định sẽ bị chén rượu bắn xuyên qua ngực để lại một lỗ hổng to, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Nhưng chờ đến khi hắn thu thương về, xoay người nhìn lại thì đã giật nảy mình. Chỉ thấy tiểu nhị áo trắng kia tay cầm chén rượu, sắc mặt mù mờ đứng tại chỗ như trời trồng, nói tiếp câu còn giang dở. Ra khỏi tử lô ngân giác tử, đi không quá 30 trượng về phía tây bắc sẽ gặp luyện võ đường của tiêu cục Kim Ngô. Mã thịnh hùng và hư vô đạo nhân chố mắt nhìn nhau, nhất thời không đoán ra gã tiểu nhị này rốt cuộc là cao nhân không lộ mặt, hay là vi bi ngâm vô cớ nhường hắn. Còn đang mù mờ thì lại nghe vi bi ngâm lạnh lùng khen. Các hạ thật là nhanh tay, họ vi hành tẩu giang hồ bao năm, đây là lần đầu tiên nhìn lầm. Phó chủ mai mở to mắt nhìn hắn, trong mắt không có sắc thái gì đặc biệt, thậm chí không khác gì ánh mắt hắn khi bưng canh lên lầu nhưng ánh mắt vi bi ngâm nhìn phó chủ mai lại hoàn toàn thay đổi có thể tiếp một chén rượu của hắn bản lĩnh của gã tiểu nhị áo trắng này tuyệt đối không thua những cao thủ hạng nhất giang hồ ở đây ít nhất mã thịnh hùng và hư vô đạo nhân chắc chắn không làm được như thế người này rốt cuộc là ai ngươi là ai vi bi ngâm chậm rãi đứng lên khỏi ghế xem ra tuổi còn rất trẻ sư phụ ngươi là ai tuyết tuyến tử võ đang thanh tĩnh hay là côn luân thiên vấn Gã tiểu nhị này xem ra không quá 21-22 tuổi, nên Vi Bi ngâm đoán nếu hắn không có thiên phú dị bẩm thì cũng gặp kỳ ngộ, được danh ra dạy dỗ. Phó chủ Mai lắc đầu, một lúc sau, hắn thấy Vi Bi ngâm nhìn mình đăm đăm không chớp mắt, liền vò vò đầu. Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Lời này vừa tốt ra, Mã Thịnh Hùng và Hư Vô Đạo Nhân đã trợn mắt há mồm, một lần nữa chố mắt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười không biết người này ngốc thật hay là ngốc giả. Vì bì ngâm lạnh nhạt nói. Nếu các hạ đã nói gần đây có luyện võ đường của tiêu cục Kim Ngô, nếu vi mỗ không nhận lời há chẳng phải là hẹp hòi hay sao? Dẫn đường đi, nếu người đỡ được một đao của vi mỗ thì vi mỗ sẽ quay đầu đi thẳng, mạng hai người này ta không cần nữa, từ giờ trở đi sẽ không đặt chân vào nơi này nửa bước, thế nào? Phó chủ Mai. À. Lên một tiếng, do dự rất lâu rồi miễn cưỡng đáp. Được hắn liếc nhìn Mã Thịnh Hùng và hư vô đạo nhân. Mấy chục năm rồi ta chưa đồng thủ với ai. Ý là hắn không hề nắm chắc dù chỉ là một chút cơ hội thắng, ra hiệu cho Mã Thịnh Hùng và hư vô đạo nhân đi trước. Nhưng lời này vừa thốt ra, Mã Thịnh Hùng và hư vô đạo nhân lại ngơ ngân. Hắn có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở, nói hắn đấu với vi bi ngâm không nắm chắc phần thắng, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán. Nhưng người này chẳng qua mới 21-22 tuổi nói. Mấy chục năm rồi chưa đồng thủ với ai? Hoàn toàn là nói nhảm. Không biết hắn cố ý đùa bỡn vi bì ngâm, hay là thần trí không tỉnh táo, căn bản là một tên ngốc. Vi bì ngâm lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra các hà rất tự tin. Hắn đấu với dung ẩn, giật tu, Bạch Nam Châu cũng chưa bao giờ cẩn thận đến thế này. Gã tiểu nhị áo trắng ngu ngơ ngờ nghịch trước mắt, toàn thân lộ ra dáng vẻ kỳ lạ không thể nhìn thấu không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Phó chủ Mai gặp phải câu hỏi này thì có vẻ lúng túng, mãi không trả lời. Hắn tuyệt đối không phải kẻ kiêu căng, ai cũng có thể nhìn ra hắn đã suy nghĩ rất lâu mà không quyết định được rốt cuộc mình nên trả lời. Rất tự tin hay là thật ra ta cũng không biết. Chấm, do dự hồi lâu, hắn lại vò vò đầu, xoay người xuống thang trước. Ba người bị hắn bỏ lại sau lưng vẫn còn ngơ ngác đáy lòng vi bi ngâm có ngọn lửa âm ỉ cháy, giận quá hóa cười, đi xuống theo hắn. Má thịnh hùng và hư vô đạo nhân chưa bao giờ gặp phải cảnh này, thấy vi bi ngâm rảo bước rời đi, hai người bám theo hắn tít đằng sau. Một người quay về phủ thừa tướng thông báo chuyện mình chứng kiến hôm nay, một người âm thầm đi theo xem gá tiểu nhị áo trắng và vi bi ngâm đánh nhau một trận, kết quả sẽ thế nào? Vì ân nhân cứu mạng nửa đường sông ra này rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh, hư vô đạo nhân thật sự không thấy chút manh mối nào hai người một trước một sau chẳng bao lâu đã đi đến luyện võ đường của tiêu cục kim ngô vi bi ngâm đứng chắp tay phó chủ mai xoay người lại trong tiêu cục kim ngô vốn có vài đệ tử đang luyện võ thấy người lạ đi vào đều dẹp sang một bên quan sát xung quanh kinh thành và lạc dương có rất nhiều người luyện võ chuyện mượn luyện võ đường để tỷ võ thì mọi người cũng đã gặp nhiều đỡ một đao của ta vì bì ngâm trầm chậm rút từ trong ngực ra một thanh đoàn đao. Gió thổi dì rào, đoàn đao trong tay hắn có phần lưỡi loang lổ, đầy dì xét và vết mẻ. Nhưng lưỡi đao này đã từng đấu với với dung ẩn, giật tu, thậm chí là Bạch Nam Châu và Đường Lệ từ. Mà trong khi giao đấu với những người này, vì bi ngâm chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong. Hắn giết người vừa nhiều vừa tạp, nên... Một đao. Mà hắn nói, chính là một đao giết người. Phó chủ Mai lùi lại một bước, lại lùi thêm bước nữa. Ánh mắt hắn không hề thay đổi, vẫn trong veo đến tận cùng. Sau khi lùi hai bước, hắn đột ngột đưa tay đặt hờ lên eo. Gió vẫn thổi dì rào, tà áo trắng dính đầy vụn hành tỏi cũng không chứa đau, nhưng tay hắn nắm hờ, ánh mắt chợt biến đổi. Vì bì ngâm nhớn mày, trong tích tắc tay đặt hờ lên đau, thần thái của phó chủ Mai đã hoàn toàn thay đổi, trở nên bình thản, sắc bén, vững vàng. Đáng sợ hơn là trong nháy mắt ấy, người hắn tràn ngập sát khí. Sát khí này tuyệt đối không phải cố ý làm màu, mà rõ ràng là tàn tích của một kẻ đã từng giết hàng trăm người, mở đường máu thoát ra trong nháy mắt. Sự biến đổi này làm người ta chấn động, vì bi ngâm vốn không coi gã tiểu nhị áo trắng này ra gì, nhưng trong giây lát, hắn đã tuyệt đối không dám khinh thường thiếu niên áo trắng thoạt nhìn có vẻ non nớt ấy. Đào nắm trong tay, vì Bi ngâm lùi về nửa bước, toàn thân vào thế, chuẩn bị vung một đao thiên địa vi dung. Thế đao vây kín nửa người trên của địch thủ, chỉ cần đối phương không có sở trường về cước pháp, thì thế đao này có thể vừa công vừa thù. Trong một tích tắc, ánh đao lóe lên in vào mắt, giống như một vầng trăng lưỡi liềm bay vút qua. Vì bi ngâm chỉ cảm thấy một vệt sáng rực rỡ như ánh trăng lóe lên rồi vụt tắt, lại nghe một tiếng. Keng! đao trong tay đã bị một vật cản lại. Kế đó đối phương tăng lực lên cổ tay, nếu trước đó hắn không dồn mấy chục năm công lực lên đao, thì chỉ bằng một đòn này cũng đủ làm đao hắn gãy lìa. Trong mắt hắn toát ra vẻ khiếp sợ, mặt mày biến sắc, buột miệng thốt ra. Ngự mai đao. Ngự mai đao, đao như ngự mai, thanh lãnh tuyệt luân, đao vung lên vỡ gan kẻ địch, tuyết rơi xuống kinh động quỷ thần. Truyền thuyết 30 năm về trước, kỳ nhân 30 năm về trước, Vi Bi ngâm đanh giọng hỏi. Ngươi là ai? Hai tay phó chủ mai trống trơn, nhát đao chợt lóe lên rồi biến mất kia dường như hoàn toàn không phát ra từ tay người này. Phó chủ mai không trả lời, mặt mày và ánh mắt sắc lẻm như đao nhìn chằm chằm vào hắn. Công lực này, ánh mắt này, khí thế này tuyệt đối không phải hạng tiểu bối trong giang hồ. Câu hắn vừa nói. Mấy chục năm rồi chưa đồng thủ với ai? Xẹt qua đầu, Vi Bi ngâm liên tục lùi ba bước ngươi chính là ngự mai chủ phó chủ mai không hề phủ nhận vi bi ngâm la to một tiếng rồi lao vút đi nếu đã biết người này hóa ra là tiền bối võ lâm lại còn là ngự mai chủ bây giờ không đi thì còn đợi đến bao giờ thật ra nếu luận về võ công thì vi bi ngâm chưa chắc đã thua kém phó chủ mai bao nhiêu cho dù không địch lại thì cũng tuyệt đối không cần phải chạy trốn chết nhưng truyền thuyết về ngự mai chủ quả thực kinh người trong cơn kinh hãi hắn không còn ham đánh nhau nữa xoay người vội vã bỏ đi ngự mai chủ ngự mai đao trong tiêu cục kim ngô nổi lên một trận xôn xao hư vô đạo nhân đứng xa xa về phía sau hóng chuyện nét mặt vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ trong lòng tràn đầy nghi hoặc một gã tiểu nhị tuổi còn trẻ đầu óc khờ khạo như phó chủ mai sao lại là ngự mai chủ làm sao có thể chứ nhưng chính mắt hắn nhìn thấy tiểu nhị áo trắng này đúng là đã vung ra nhát đao như thần kia. Nếu không phải ngự mai chủ, thì làm sao dùng được ngự mai đao? Vị này, vị này. Trong tiêu cục kim mô có đại hán chạy ảo ra, đứng chắn trước mặt phó chủ mai, há hốc miệng không biết nên nói gì cho phải. Phó chủ mai ngơ ngác nhìn hắn, sát khí trong mắt dần dần tan đi, bỗng dưng thở dài vo vò, vò đầu, chậm chậm xoay người rời đi. Vị, đại hiệp này. Tổng tiêu đầu của tiêu cục Kim ngô ngơ ngác nhìn phó chủ Mai xoay người đi mất. Trong lòng thầm nghĩ vị đại hiệp võ công cao cường khó lòng tưởng tượng này trông rất giống gã tiểu nhị ở tiểu lâu ngân giác từ cách vách. Không lẽ mình nhớ lầm? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.